thưa quý khán giả, cảnh các phương tiện chen chúc nhau như thế này trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tưởng chỉ xảy ra vào những dịp lễ Tết, nhưng hôm nay là một ngày bình thường, vậy mà dòng xe dẫn nối đuôi nhau kéo dài 10 cây số. Sáng nay, nhiều tài xế khi điều khiển phương tiện trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương phản ánh mất gần 2 giờ đồng hồ để qua khỏi địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An do kẹt xe. Tài xế Nguyễn Văn Tài, 34 tuổi, quê Hậu Giang cho biết anh chở hàng về miền Tây. Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Bến Lức thì bị kẹt xe nghiêm trọng. Trên hai làn đường chính và làn dừng khẩn cấp, các phương tiện phải nhích từng chút, có thời điểm xe đánh bánh trên đường. Kẹt xe kéo dài khoảng 10 cây số, một số xe cứu thương khi lưu thông vào làn dừng khẩn cấp cũng không thể di chuyển. Nhiều tài xế cho biết nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do lực lượng chức năng phong tỏa làn giữa của cao tốc hướng về miền Tây để lắp lại bảng chỉ dẫn giao thông và sửa chữa mặt đường. Đến trưa cùng ngày, việc thi công thực hiện xong, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực. Thưa quý khán giả, việc bắt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đốt lò chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ của đảng ta. Vụ án Việt Á dần lộ ra những góc khuất mới. Trong diễn biến mới nhất, công an bắt khẩn cấp ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội vì những sai phạm có liên quan. Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội, đồng thời bắt khẩn cấp ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng đơn vị này. Hành vi phạm tội của ông Việt xảy ra tại thời điểm ông này là phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội. Theo kết quả điều tra bước đầu, năm 2020, trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19, các đối tượng có hành vi móc nối, thông đồng với nhân viên công ty Việt Á để dây hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau. Việc đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để đảm bảo chỉ có công ty Việt Á cung ứng được sản phẩm, vi phạm quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán tiền hai gói thầu, Việt Á chuyển lại cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội cũng xác định có hai bệnh viện liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của công ty Việt Á là Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Những mảng tối đằng sau tảng băng Việt Á dần lộ ra, nhưng ngẫm lại thì vẫn thấy nhiều điều đau xót và trăn trở. Không phải là vì thương cho những người mới hôm qua còn là đảng viên, bộ trưởng, thứ trưởng, giám đốc CDC này phải tra tay vào còng, mà đau vì cách họ sa ngã, nhúng chạm. Tiên phong trong việc chuyển đổi canh tác, anh nông dân ở tỉnh An Giang sau đây chọn bưởi da xanh để gắn bó, nhưng lại bằng cách trồng hỏng giống ai. Gọi là hỏng giống ai, bởi quá trình canh tác, anh đều hạn chế tối đa việc sử dụng phân thuốc hóa học. Bước đầu có khó khăn, cực nhọc, nhưng trên hết anh đang ấp ủ những điều lớn lao hơn. Anh Lê Minh Triết ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là một trong những nông dân tiên phong chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh theo hướng hữu cơ. Ban đầu chỉ 1.000 m², anh thử nghiệm 30 gốc. Thay vì canh tác truyền thống, anh lại chọn cách trồng không giống ai. Nhưng mà tôi có ý nghĩ là mình xài thử hữu cơ gần sao. Chứ mình xài hóa học nói chuyện đó bình thường người ta cũng làm, bây giờ mình quay lại mình xài hữu cơ. Thì tôi mới khoanh dùng, tôi đào dùng chừng 8 tấc vuông vậy đó. Tôi mới đổ phân bò, phân gom gác rồi kia đó, mới đổ xuống, mới lắp lại, mới trồng mấy cây lên. Do được chăm sóc tốt, dinh dưỡng đầy đủ nên cây lớn nhanh. Sau 3 năm canh tác, anh thu hoạch đợt trái đầu tiên hồi đầu năm nay. Giá bán từ 20 đến 25 ngàn đồng một ký, lợi nhuận mang về rất khả quan nhờ chẳng tốn tiền phân thuốc. Anh Trí còn ấp ủ mở rộng mô hình để hướng đến đạt chuẩn sản phẩm OCOP để có thị trường ổn định hơn. Và quan trọng hơn là truyền cảm hứng với nông dân về một nền nông nghiệp xanh. Tin tức Mekong của truyền hình Hậu Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.